Xin chào mừng mọi người trở lại kênh YouTube của HD Audio. Thì hôm nay bên em sẽ khui hộp và giới thiệu với mọi người con vàng Neck Acoustic FX8, FX9 Plus. Nó là bản cao hơn của FX8. Đấy, thì bản cao hơn đấy là do nhà sản xuất người ta thông báo như vậy. Còn em thì lát nữa em sẽ test cho mọi người nghe nhé. Mọi người nghe giữa cái chất âm của con X9 Plus với X8 xem nó có khác nhau nhiều không nhá, mà hãng bảo nó nâng cấp. Đấy. Thì bây giờ em vẫn cung cấp cho mọi người FX8 nhá. Thì đầu tiên sẽ khui hộp ra và mời mọi người xem cho nó ngoại hình nó có cái gì khác không nhá. FX9 Plus. Đấy, đây là cái vỏ hộp bên trong, cái đóng rất kỹ, hai lớp thùng cắt tông. Ở đây thì có một cái cái cắt tông rất là chắc chắn. Cái này thì để vận chuyển cho nó cho nó không bị méo hoặc là va đập. Đây là cái ngoại hình của con Neck Acoustic FX9 Plus. Như chúng ta nhìn ở ngoài là nó hơi màu vàng vàng, vàng chanh, đấy, vàng gold. Đây là đấy, vậy nó hơi vàng vàng. Đấy, nó hơi khác với con X8 một chút. Đấy. Rồi. Đây là vào bên trong. Ở bên trong thì phụ kiện của nó vẫn là như con trước, nó có một cái anten Bluetooth này, một cái tô vít, nhưng mà cái tô vít này giá như mà nó nâng cấp lên thì tốt hơn. Đấy. Ví dụ như con DB Acoustic thì nó có con tô vít nó còn to cao đẹp dài hơn tí, còn tô vít này thì hoành tráng quá. Rồi một cái dây nguồn. Dây nguồn thì cũng chắc chắn đấy. Đây là cái con vàng của chúng ta. Rồi, về mặt trước. Mặt trước thì nó cũng không có cái gì thay đổi so với con FX8. Nó chỉ có một cái khác nữa. Đó là chỗ này. Trước đây của nó là cái đèn LED này nháy, thì bây giờ là nó một cái màn hình nó hiển thị chữ Neck FX8 ở đây. Đấy. À, FX9 Plus ở đây. Đấy. À, nó hiển thị chữ Neck màn hình. Kiểu đại loại nó như kiểu là cái màn hình điện thoại ấy. Ra thì cái đấy em nghĩ nó không quan trọng. Em thì em lại thích con FX8 ở cái đèn nháy hơn. Còn con này cái đèn LED. Mà em nói luôn mọi người nhá. Đèn LED này mà hỏng á, thì có lẽ là thôi bỏ đi chứ không sửa được cái này. Đấy. Nên là mọi người có thể cân nhắc. Ở đây thì chúng ta có vẫn là cái tem không khác gì cả. Vẫn tem hãng và quét QR, check cào, mã số seri. Đấy. Ví dụ như con này là seri 0264. Thì vỏ hộp của chúng ta cũng là 0264. Đấy. Đúng không? Nó 0264 tròn luôn. Và tất nhiên là đã là hàng chính hãng thì không có cái series, không có cái series nào lại giống cái nào. Chứ nó mà giống nhau nữa thì thôi nó thành hàng nhái. Ví dụ như đây. Đây con này của chúng ta có 0262 này. À đây chỗ này nó cả một cái lô thì nó cứ đánh dấu 0263, 0264 vân vân vân, đúng không? Đây nó còn khuyến mại thêm một cái tem. Tem này thì em chưa cào nhưng mà chắc là tem này tem khuyến mãi. Ừ, cái thùng trước cũng có nhỉ, cái không biết cái nữa có hay là do ông đóng hàng nào ông dán nhầm rồi ông dán vào không biết. À không phải, cái nào cũng thế. Đây. Cái nào nó cũng có một cái tem cào. Về ngoại hình đằng sau, về cái đằng sau thì chúng ta nhìn nào, nó khác cái con FX8 là nó thêm một cái cổng AUX.
Đấy. Thực ra em thấy là gần như là không dùng nhiều tới cái AUX này, người ta chỉ cần một thôi, nhưng mà thôi nếu mà hãng nó đã thêm cho chúng ta rồi thì cứ thế mà dùng thôi. Đấy. Có Bluetooth này. Đấy. Bát điện thoại, cổng quang dùng cho Smart TV này hoặc là đầu book này, AUX1, AUX2 này để cắm điện thoại hoặc là cắm TV này. Đấy. Đường 3.5 chúng ta có cái volume tổng. Đấy, muốn nhạc to bé chúng ta có thể vặn ở đây. Đây thì có cắt súp này, center này. Đấy. Đây chúng ta vẫn còn cái cổng jack out này rất là hay. Cái cổng jack out này chúng ta, một là ví dụ như là ai hát live stream chúng ta dùng cái này rất là tiện. Thứ hai nữa là nếu mà chúng ta dùng âm ly. Đấy, chúng ta dùng âm ly thì có thể đấu luôn từ cái cổng jack out này xuống âm ly. Không cần đường canon. Có canon thì cũng được, mà không thì từ đây cũng được. Nó như nhau hết. Có một cái mic kia đằng sau cũng được. Rất là hay. Mic này chúng ta dùng mic không dây rất là tiện, gọn nhẹ. Đỡ lòng thòng về đằng trước. Cái chỗ cắm mic 1, mic 2 này thì nó to hơn cái Neck FX8 kia một chút. Tóm lại là cái này không quan tâm. Đấy, nó không ảnh hưởng nhiều lắm. Rồi vâng, và bây giờ là em sẽ test cái chất âm giữa con Neck Acoustic FX9 Plus và con FX8 nhá. Đấy, để cho mọi người đánh giá xem nó có phải nâng cấp hơn không và nó có hay hơn không nhá. À, dạ vâng, trước mặt mọi người đây là hai con vang Neck Acoustic FX8 và FX9 Plus. Như mọi người nhìn thấy thì là con X9 Plus mang tiếng Plus mà không to hơn là mấy đúng không? Về ngoại hình mặt trước là đều size 42 như nhau hết. Đấy. Đây em nhìn thấy có một cái nó to hơn đây này, nó là cái cạnh này. Ví dụ như là nếu mà mình để cân bằng ở đây nhé, hai con bằng nhau nhé, thì ở đây nó rộng hơn một chút thật đấy, nó khoảng nửa phân. Thế là đâm ra chắc nó to hơn một chút, đâm ra nhà máy người ta gọi là Plus, đặt tên cho Plus. Đấy, đây là cái màn hình LED của con FX9 này. Còn ở trên này thì là đèn nháy. Vặn một ít nhạc cho nó nháy. Đấy, thì nó nháy đèn đấy. Cái đầu vào của cái FX9 này thì nó thêm cái AUX1, AUX2. Đấy, đâm ra là 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta có 5 cái đầu vào. Còn ở trên này thì có 4. 1, 2, 3, 4. Thế thôi, về cơ bản thì nó chỉ thế thôi, không khác nhau gì nhiều. Vâng, và bây giờ ở đây nó có cái này, cái nguồn cũng rất là hay. Cái đấy là nó tiện hơn là cái nút nguồn chúng ta để đằng trước, đỡ phải vòng ra đằng sau. Ví dụ như con 8 này thì chúng ta phải vòng ra đằng sau thì bật tắt đây. Đấy. Thì bây giờ con 9 người ta đưa lên đằng chết à, đưa lên đằng trước, chính ra đưa lên thế lại tiện. Và bây giờ là em sẽ test cho mọi người nghe cái chất âm đấy của hai con xem nó có phải là con nâng cấp không nhá. Test thứ ba nhỉ, làm thứ ba cho nó phấn khởi. Mà em sẽ chỉnh hai con như nhau. 1 2 hát bài gì vậy? Vì con nhỉ, vì con cho nó như thế. À, lên 1 2 3 4 5 6 7 lên 1 2. Em sẽ chỉnh hai con này như nhau thôi. Con đã ru em ngủ rồi.
vì thương chúng con mẹ lăn lội gió mưa thân khó. Lời suối mẹ đã ru con thời thơ, dù ngày mưa dù ngày nắng dù là bao sông trên đường, mẹ tần tảo mẹ gánh con trên vai gầy. Tiếp theo là bây giờ là em test con FX9 Plus chứ không hát nữa, nó sung quá quên. Ý khản tiếng thì test nó không chuẩn. Bây giờ bắt thử cái con này sang con Bluetooth của ấy. Bắt thử cái con này sang Bluetooth của con FX9 Plus. À đây là con này có đèn nháy hai phết đây này. Lê chưa cắm mic à? Lê một một hai 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 hai. Nhưng mà hỏng thì cũng rất là mệt. Thôi thì cái này nó là phần trang trí, nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Vâng, và bây giờ là em sẽ test thử một đoạn nhé. Cái bài vừa đấy đâu là nhỉ? Lên. Ừ, vâng nhạc này rất là tốt đấy. 1, 1, 2. Lên, 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 lên. Kết nối trên điện thoại thì nó sẽ báo là Next FX9 Plus. Lên. Như đây là báo là Next FX9 Plus. Lên. Sẽ quay vào cái đèn cho đẹp. Lên. 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 Hồi đó ngày con còn nhỏ con bé, thường hay chạy ra đầu ngõ đầu xóm, nhìn quanh nhìn xa chờ mẹ. Mẹ về chưa? Mẹ ơi đừng xa mẹ đi chậm nhé. Mẹ ơi đừng lo đàn con lẻ loi. Mẹ ơi con đã ru em ngủ rồi. Vì thương chúng con mẹ lặn lội gió mưa thân cỏ. Lời ru ấy mẹ đã ru con thời thơ. Dù ngày mưa, dù ngày nắng, dù là bão sông trên đời, mẹ tần tảo, mẹ gánh con trên vai gầy. Giờ đây đứng khôn, con dang rộng cánh bay giữa trời. Là bao nhiêu tuổi thanh xuân, mẹ dành cho con hết. Ngày mẹ đau là ngày con sinh ra, thầm cảm ơn mẹ hiền. Cả cuộc đời mẹ đã hy sinh vì con. Vâng, em thấy là cái con vang đấy, FX9 này vang nó được đấy, khá là hay. Cảm giác là 1910 với FX8. Lên. Vâng, vừa rồi là cái video clip em giới thiệu và cũng như là em test cái con vàng Next Aquatic FX8 với FX9 cho mọi người phân biệt nhé. Vâng, cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo của HD Audio. Có điều gì không hiểu mọi người cứ bình luận xuống dưới video nhé. Vâng, xin cảm ơn mọi người.